với mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu lên 10 tỷ đô la Mỹ trong năm 2019, ngành thủy sản phải phấn đấu cao nhưng hoàn toàn có cơ sở để thực hiện. Các mặt hàng thủy sản như tôm, cá tra đang được thị trường đón nhận, hoạt động khai thác hải sản đang từng bước đi theo định hướng phát triển bền vững. Để hoàn thành mục tiêu 10 tỷ đô la Mỹ năm 2019, tại hội nghị triển khai kế hoạch xuất khẩu năm 2019 được tổ chức mới đây, các nhà làm thủy sản Việt Nam đã phân tích và xác định mục tiêu cho từng mặt hàng cụ thể. Trong đó, xuất khẩu đạt 4,2 tỷ đô la Mỹ với tôm, ngành cá tra củng cố mức xuất khẩu đạt 2,3 tỷ đô la Mỹ. Với những nỗ lực gỡ bỏ thẻ vàng IUU, hải sản Việt Nam có thể xuất khẩu 3,5 tỷ đô la Mỹ cho năm 2019. Các ý kiến tại hội nghị đều cho rằng ngành thủy sản cần phải xây dựng chiến lược phát triển nuôi hợp lý, nâng cao công nghệ chế biến và thúc đẩy xuất khẩu, tập trung giải quyết dứt điểm vấn đề hóa chất kháng sinh trong sản phẩm thủy sản nhằm củng cố lòng tin của người tiêu dùng và bạn hàng. Có như vậy, thủy sản Việt Nam sẽ chinh phục được các thị trường khó tính như Nhật Bản, EU, Australia.